sau khi học xong khóa bếp Việt ở trường dạy nghề ẩm thực NetBay thì thấy chất lượng đào tạo ở trường thì tốt, cũng dạy theo những phương pháp mới nhất để đáp ứng cho mình những kỹ năng tốt nhất, những món ăn, những công thức mới nhất theo xu hướng thị trường. Thầy cô ở đây dạy rất nhiệt tình, luôn giải đáp những thắc mắc mà em chưa hiểu rõ lắm. Rồi chỉ em rất tận tình những món ăn, những bí quyết, những mẹo nhỏ trong lĩnh vực bếp. Sau khi kết thúc khóa học thì em đã cảm thấy tự tin chuẩn bị những hành trang cho mình để đặt chân vào bắt đầu làm việc ở một môi trường bếp chuyên nghiệp.